Hôm nay trước khi gia đình mình thực hiện một cái chuyến đi chơi đó các bạn, thì anh xã của mình có đem chiếc xe lủi mà mình mới mua đó đi check up everything. Mình make sure là bánh xe mình bơm đầy đủ, mà ba lăng đầy đủ hết. Thì đây là một cái dịch vụ thay bánh xe, ba lăng bánh xe đó các bạn. Ở đây thì để ba lăng bốn cái bánh xe này á, thì mình sẽ làm từ, mình lấy hai cái bánh xe ở ngoài sau, mình sẽ đem ra ngoài trước và ngược lại đó các bạn. Thì dịch vụ này thì chỉ có 40 đồng thôi, thì sau đó họ check bánh xe cho các bạn để các bạn cảm thấy an toàn khi các bạn thực hiện một cái chuyến đi xa. Bởi vì đây là cái chiếc xe mà gia đình của mình sử dụng cho một cái chuyến đi xa đầu tiên á. Xe này mình mới mua một tuần thôi các bạn, thì để sử dụng một cái chuyến đi xa đầu tiên thì mình muốn kiểm tra lại tất cả ba lăng bánh xe mình có bị cái gì không, cảm thấy an toàn cho cái road đầu tiên. Và ở những cái chỗ làm xe như vậy ở Mỹ này các bạn, thì khi các bạn thay bánh xe ở cái chỗ nào thì cái chỗ đó nó có những cái dịch vụ là giống như là các bạn bơm bánh xe miễn phí á. Bơm bánh xe miễn phí bất cứ lúc nào các bạn muốn ha. Về vấn đề bơm bánh xe và ba lăng bánh xe thì hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền nha các bạn. Đầu tiên là họ tháo cái bánh xe sau của mình ra đó các bạn. Và tiếp tục họ đang tháo cái bánh xe trước đó các bạn. Cái này là mình đem hai cái trước, thường hai cái trước là nó mòn trước, thì mình đem hai cái trước mình đổi ra ngoài sau. Bánh xe này mình mua là cái người chủ cũ cũng mới thay, nhưng mà họ chạy được 15.000 mai đó các bạn. Thường tuổi thọ của một cái bánh xe như vậy thì mình có thể chạy, để an toàn thì mình có thể chạy 40.000 mai, nhưng mà cũng tùy là các bạn chạy trên một cái con đường bình thường hay là các bạn chạy trên một cái con đường đá, đường núi đó các bạn.
high can you chain a day? I'd say a little over 200-300. Oh, really? Yeah. Wow. I just started working before then. Oh, okay. So 200-300 is like yourself, you do it? Wow, that's a lot. Thank you. Giống như mình mới hỏi cái người này đó các bạn, thì họ nói rằng một ngày họ có thể thay từ 200 đến 300 bánh xe một mình, một người thôi họ có thể thay từ 200 đến 300 bánh xe một ngày đó các bạn. Họ làm rất chuyên nghiệp. Như vậy thì thời gian chờ của mình, nó tại nhiều người đem xe tới đây làm quá, thì thời gian chờ của mình nó là khoảng 1 tiếng đó. Nhưng mà khi mà họ từ lúc họ đem bánh xe vô, gỡ bánh xe ra, ba lăng bánh xe, bơm bánh xe các bạn, và gắn bánh xe vô, thì mình nghĩ là trong vòng nửa tiếng là họ xong hết đó các bạn, rất là chuyên nghiệp. Thì để an toàn cho một chuyến đi chơi mới đó các bạn, thì các bạn nên check những cái bánh xe của mình. Thì hai cái bánh xe ngoài trước thì nó hơi mòn, nhưng mà hai cái bánh xe ngoài sau là nó còn rất là mới. Cho nên là ngày hôm nay là anh xã của mình đem tới để họ đem hai cái bánh xe ngoài sau, họ để đổi ra ngoài trước và ngược lại, ngoài trước đổi ra ngoài sau, bơm bánh xe ba lăng, make sure cái những cái bánh xe của mình là nó ba lăng tốt đó các bạn. Và tất cả những cái này chỉ có 40 đô ở Mỹ thôi các bạn, 40 đồng nha các bạn. Và khi các bạn tới đây thì những cái chỗ mà các bạn thay bánh xe, những cái dịch vụ như vậy thì họ có là dịch vụ bơm bánh xe miễn phí vĩnh viễn cả đời nha các bạn, rất rẻ. Và bây giờ là họ đã hạ cái ba lăng nó xuống và họ sẽ check một lần nữa bằng máy đó các bạn. Vậy là đã xong. Mình đã sẵn sàng cho một cái chuyến đi cuối tuần này của gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Vậy là họ đã làm xong rồi đó các bạn. Mình đã thấy là bây giờ là họ đã đề máy xe của mình lên và chuẩn bị chạy xe ra. Rất là lẹ các bạn ạ. Nếu đừng tính thời gian chờ, chỉ tính thời gian làm thôi thì đúng vỏn vẹn là 20 phút đó các bạn. Đây là xe.
xe lũi của mình. Mình rất thích khi ông xã của mình mua chiếc xe này và đặt tên cho nó là chiếc xe lũi đó các bạn. Bởi vì sao? Ông xã mình nói á, giống như các bạn đã thấy là gia đình mình có một chiếc RV rồi. Thì cái xe này là chỉ là mình đi chơi những cái road hoặc là mình đi lake. Có thể là mình đi vòng quanh nước Mỹ bằng chiếc xe này được. Mà đối với chiếc xe này á, mình gọi là xe lũi bởi vì ông xã mình nói nhìn nó ngầu á. Mình có thể chạy đâu mình lũi đó rất là vui. Và chiếc xe này là gia đình mình đã đặt tên cho nó là xe lũi đó nha các bạn. Vậy là chiếc xe của mình đã hoàn tất nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.